Huấn luyện viên trưởng của Hàn Quốc mong tuyển Việt Nam sớm lấy lại được vị thế. Đội tuyển U23 Việt Nam không chu xie, tương lai rất đáng để chờ đợi. Tuyển Việt Nam muốn đổi vận hậu, thầy Park phải chỉnh từ VFF. Huấn luyện viên Hàn Quốc mong tuyển Việt Nam sớm lấy lại được vị thế. Ông John Son Chong, đối thủ cũ của Shin Tae-yong, tiếc khi mà tuyển Việt Nam không giữ được thành tích của người tiền nhiệm Park Hang-seo. John Son Chong là cựu huấn luyện viên của U20 nữ Hàn Quốc, dự 3 kỳ World Cup trẻ. Ông từng dẫn dắt câu lạc bộ nữ Hà Nội 1 trước khi làm huấn luyện viên trưởng của Học viện Park Hang-seo thời gian gần đây. Khi mà ông John sang Việt Nam năm 2021, cũng là lúc đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của ông Park đang thành công rực rỡ. Vì vậy, chứng kiến đội tuyển trải qua chuỗi 9 trận thua trong 10 trận, ông John rất tiếc nuối. Tuyển Việt Nam giờ không thể hiện được tốt như xưa, lỗi chơi dựa vào tốc độ và khả năng tạo khoảng trống cho các pha phản công như ở thời ông Park Hang-seo đã không còn nữa. Ông John Sung-chon chia sẻ với tri thức Zest News. Bình luận trên tư cách là chuyên gia, ông John cũng nói lên quan điểm về nhân sự khi mà huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier có xu hướng không sử dụng các trụ cột thời của ông Park. Các huấn luyện viên trưởng có toàn quyền quyết định về nhân sự nên tôi không phải bàn sâu. Tôi cũng là huấn luyện viên và tôi tin rằng việc phát huy tối đa điểm mạnh của mỗi cầu thủ là rất quan trọng. Thông qua chiến thuật và sự điều chỉnh tức thời trong trận đấu, John nói. Ông cũng nêu lên quan điểm về lý do Chaussier không thể xây dựng được đội tuyển mạnh như thời của ông Park. Tuyển Việt Nam mạnh không chỉ nhờ vào khả năng lãnh đạo xuất sắc của ông Park, mà còn là vì ông đã mạnh dạn điều hành đội tuyển theo những nguyên tắc. Ông Park cũng tìm hiểu kỹ văn hóa Việt Nam và đã kết nối từng cá nhân cầu thủ tới mức thân thiết rồi phát huy tối đa khả năng của họ trên sân bóng. Tôi tự hỏi là không biết liệu có những nỗ lực tương tự từ huấn luyện viên vừa rồi hay không, John cho hay. Khi còn làm ở Hàn Quốc, giai đoạn 1997-2001, huấn luyện viên John từng dẫn dắt Daejeon nhiều lần đối đầu Seongnam Iwara của Shin Tae-yong. Ông John hiểu rõ phong cách của Shin nên không ngạc nhiên khi thấy tuyển Indonesia thi đấu khó chịu. Trả lời câu hỏi về việc tuyển Việt Nam có nên tăng cường nguồn cầu thủ lai, ông John khuyên là không nên. Thời tôi còn ở Hàn Quốc, các đội bóng huấn luyện viên Shin dẫn dắt có thiên hướng phòng ngự. Với Indo bây giờ, họ có nhiều lợi thế hơn nhờ sự bổ sung các cầu thủ lai. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn, bóng đá trẻ và giải vô địch quốc gia mới là nền móng bền vững, John nói. Ông tiếp tục, sau khi chia tay các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo từng bày tỏ lo ngại về một cuộc khủng hoảng. Ông cho rằng đào tạo trẻ sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam có được nền tảng vững chắc cho tương lai. Đây là lý do mà ông thành lập học viện mang tên của mình. Ngay sau thất bại vừa rồi của tuyển Việt Nam, ông quyết định mở thêm một lớp cao cấp để có thể đào tạo ra những cầu thủ chuyên nghiệp với sự dẫn dắt của các huấn luyện viên Hàn Quốc. Huấn luyện viên John cũng trả lời khéo léo trước câu hỏi của ông Park là có phù hợp để trở lại tuyển Việt Nam. Ông cho hay, đó là quyết định của ông Park và VFF, tôi không thể nói thay. Tuy nhiên thì chắc chắn là ông Park vẫn yêu và sẽ đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng là bóng đá Việt Nam sẽ sớm trở lại với vị thế như ngày xưa. Đội tuyển U23 Việt Nam không huấn luyện viên Chaussier, tương lai rất đáng để chờ đợi. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã rời khỏi ghế nóng bóng đá Việt Nam thì sớm có được phương án chiến lược để có thể đảm bảo được lộ trình trưởng thành của đội tuyển U23 Việt Nam. Còn nhớ là hồi tháng 9 năm 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định giao cho huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASEAN tại Hàng Châu của Trung Quốc. Khi đó thì ông Chaussier dẫn dắt bộ khung chính của đội tuyển U23 Việt Nam đá vòng loại giải U23 châu Á. Tại ASEAN, điều lệ cho phép đăng ký các cầu thủ sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 1999, lại với nòng cốt là những cầu thủ sinh năm 2003. Ở trận đấu ra quân gặp đối thủ Mông Cổ, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã tung ra đội hình có độ tuổi trung bình chỉ là 19,6 tuổi và có chiến thắng chung cuộc là 4-2. Càng ấn tượng hơn khi mà đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có duy nhất là Văn Chuẩn sinh năm 2001, còn 10 cái tên đá chính đều thuộc lứa U20. 6 cầu thủ sinh năm 2003, Đức Việt và Đình Bắc sinh năm 2004, Nguyễn Hoàng và Mạnh Hưng 2005, tức là mới có 18 tuổi. Dù hai trận đấu sau đó không thể có điểm trước hai ông lớn là Iran, Ả Rập Xê Út sử dụng rất nhiều cầu thủ sinh năm 1999-2000, trong khi đội tuyển Olympic vắng Mạnh Dũng Tuấn Tài vì lý do sức khỏe, thì nhưng rõ ràng là các cầu thủ trẻ đa phần là dưới 20 tuổi của chúng ta đã có được trải nghiệm quý như vàng tại giải U23 châu Á. Ở một bức tranh lớn hơn, bóng đá Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Ông Park Hang-seo đã chia tay đội tuyển Việt Nam phần vì nhìn thấy lớp U23 Việt Nam không kế cận được chất lượng, từng thua cả Campuchia. Nhưng nhìn xa hơn một chút, lứa cầu thủ 2003 mới có 20 tuổi và năm 2023 đã cho thấy tương lai sáng sủa hơn.
Năm 2023 cũng chứng kiến bóng đá Việt Nam bắt đầu chủ động hướng đến việc chia nhỏ đội tuyển U23 Việt Nam để dự các giải đấu nhằm kiểm tra sự phát triển của các đội trẻ, thay vì chỉ duy trì một bộ khung cố định và bảo vệ thành công được chức vô địch U23 Đông Nam Á của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn. Không chỉ nhận niềm vui chiến thắng, những người hoạch định bóng đá Việt Nam còn đảm bảo được phương án dự phòng này đã trở thành hiện thực khi huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam với nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào từ 18 đến 23 tuổi cho giải U23 châu Á 2024 sẽ khởi tranh sau gần 2 tuần nữa. Thất bại đã khiến cho Chu Xie sớm chia tay Việt Nam để về nước. Tương lai của đội tuyển U23 Việt Nam thì đang được VFF tích cực tính toán để sàng lọc ra huấn luyện viên trưởng mới có đủ năng lực và độ phù hợp. Thế nhưng riêng đội tuyển U23 Việt Nam thì vẫn phải đảm bảo là đi đúng lộ trình dài hạn đã vạch ra. Thực tế là tại ASEAN tổ chức ở Hàng Châu, đội tuyển Olympic Việt Nam hoặc cũng có thể gọi là U23 Việt Nam, dù là trẻ hơn đối thủ 2 đến 3 tuổi vẫn cho thấy được sự tự tin, cố gắng vận dụng cách kiểm soát bóng để giảm áp lực từ đối phương. Hy vọng rằng cái tinh thần đó cộng với tinh thần kinh nghiệm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất khi hướng đến giải U23 châu Á 2024. Khi mà hàng loạt cầu thủ trẻ là Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn đã có vốn lưng thi đấu đủ dày ở đội tuyển quốc gia. Sau thất bại của huấn luyện viên Chu Xie, giải đấu tại Qatar có ý nghĩa quan trọng nếu mà chúng ta đặt ra mục tiêu ít nhất vượt qua vòng bảng để có Uzbekistan, Kuwait và Malaysia cố gắng đi sâu nhất có thể để đem lại niềm vui cho người hâm mộ, cũng như là có được niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam. Nếu như làm được điều này, tuyển U23 Việt Nam vẫn sẽ đảm bảo được trọng trách chính là nguồn cung cấp con người hàng đầu cho tuyển Việt Nam, đồng thời vẫn duy trì bộ khung Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Văn Việt, Đức Việt đều dưới 21 tuổi để gối đầu cho tương lai, giống như cách huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã trao cơ hội cho những tài năng trẻ mới có 18 tuổi ở ASEAN vừa qua. Tuyển Việt Nam muốn đổi vận hậu thầy Park phải chỉnh từ VFF. VFF thì chắc chắn phải là khác cũng như cật trọng hơn trong tiến trình tìm kiếm thuyền trưởng cho tuyển Việt Nam sau sai lầm với trường hợp của ông Chu Xie. Số 1, kết thúc triều đại thành công mang tên ông Park Hang-seo, cùng lúc là đại hội VFF khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2026 bầu ra chủ tịch mới là ông Trần Quốc Tuấn, nên là không ngạc nhiên khi mà bóng đá Việt Nam buộc phải đặt ra mục tiêu cao hơn so với trước đó. Gần 5 năm dưới thời của chiến lược gia người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam được coi như là ổn định về mọi mặt, trong đó là có thành tích với việc lọt vào tứ kết Asian Cup 2 năm ở nhóm đầu khu vực. Có thành tích ổn định, sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng cùng lúc World Cup nâng số đội tham dự, nên việc VFF đặt mục tiêu tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh cũng là điều rất bình thường. Và đương nhiên nghề kế nhiệm cho ông Park bắt buộc phải ở một đẳng cấp khác, nên việc chọn huấn luyện viên Chu Xie cũng chẳng hề sai. Trước đó ông Chu Xie thất bại và giờ tuyển Việt Nam với phía sau là hàng loạt chỉ trích. Thực tế thì người hâm mộ cũng kỳ vọng chiến lược gia này có thể giúp cho bóng đá nước nhà bay cao như từng làm với Nhật Bản. Nhưng chỉ sau có vài tháng nắm quyền, Chu Xie cho thấy là không phù hợp với bóng đá Việt Nam và ngược lại, có nghĩa là chiến lược gia người Pháp muốn thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi đến nhân sự một cách nhanh chóng dựa trên những học trò cũ mà ông Chu Xie từng cộng tác. Trong khi chúng ta hoang mang giữa thành tích hiện tại hay là chọn đích đến thì tương lai là tấm vé World Cup chẳng hạn. Và khi mà lệch sóng hay nói như trên là không phù hợp dẫn tới việc ông Chu Xie phải đối mặt với áp lực lớn từ phía người hâm mộ, giới chuyên môn để rồi sai lầm và nhận kết quả thảm bại cũng như là mất ghế như đã thấy. Số 3, đặt mục tiêu tham dự World Cup là điều chính xác, thế nhưng VFF lại chọn sai thời điểm cũng như là ít nhiều vội vàng trong việc đánh giá năng lực thực tế của bóng đá Việt Nam. Thành tích mà bóng đá nước nhà có được dưới thời của ông Park Hang-seo đúng rằng tự hào với nhiều cột mốc lịch sử, thế nhưng nền móng từ V-League với cơ sở vật chất, sự chuyên nghiệp cho tới cả ổn định của các câu lạc bộ là chưa vững để mơ về World Cup. Vậy cho nên, vào lúc này VFF sẽ cần phải đánh giá chính xác nhất những gì đang có và chọn huấn luyện viên mới phù hợp hơn thay vì là danh tiếng cho tuyển Việt Nam. Cùng lúc lên lại kế hoạch, giành vé dự World Cup một cách bài bản khoa học, kèm theo với đó là sự đầu tư dài hơi, có căn cơ hơn. Và mỗi người hâm mộ trách móc hoặc là chỉ trích lúc này thì cũng không còn cần thiết vì chuyện đã rồi. Điều quan trọng lúc này là vẫn phải ủng hộ một cách thực tế nhất, như tới sân theo dõi V-League cũng là một cách đồng hành cho giấc mơ World Cup mà VFF cùng tuyển Việt Nam đang hướng đến.